Một vụ cháy đã xảy ra tối qua tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Theo đó, vào lúc 22 giờ 13 phút ngày 2 tháng 8 năm 2021, nhận được tin báo cháy tại kho Hồng Quyên, địa chỉ 547E, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, do bà Đinh Thị Thanh Hồng, sinh năm 1963, đăng ký thường trú ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, làm chủ sở hữu. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bến Tre đã xuất 5 xe chữa cháy, 4 xe chuyên dùng, 4 máy bơm chữa cháy, 51 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường lúc 22 giờ 18 phút. Khi đến nơi, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ nhà kho khoảng 450m2. Đến 0 giờ 10 phút ngày 3 tháng 8 năm 2021, đám cháy được khống chế. 4 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê sơ bộ, thiệt hại toàn bộ 450m2 kho chứa hàng tạp hóa. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.